Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, ngát hương thơm nho đang kết nụ. Dậy mau đi linh dương yêu dấu ơi, bồ câu hỡi cho anh thấy mặt em, để cho anh nghe em giọng nói dáng em yêu núi đôi vượt xa. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu. Chẳng hề phai nguyện yêu anh thương anh trọn kiếp, hứa yêu em khi vui lúc buồn, đường đời kia bên nhau vai sánh vai, chẳng lo chi khi ta có tình yêu, và bên ta Chúa luôn dịu dắt, Chúa bên ta sao còn ngại chi. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, cách riêng là hai gia đình của anh Augustino Tùng và chị Maria Quý rất thân mến. Hôm nay cộng đoàn chúng ta chia vui cùng với cả anh chị và chúng ta sum họp trong nhà của Chúa đây, trong ngày họ quyết định thành lập gia đình. Đối với họ, đây là giây phút đặc biệt, quan trọng. Vì vậy mà chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và nhất là lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp được kết hôn với nhau đây được mãi mãi hạnh phúc và nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu đời Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Augustino Bành Ngọc Tùng và chị Maria Lê Thị Thúy, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vì vậy, Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy
Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà. Đoạn dẫn làng đến cùng Adam. Adam nói, làng là lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, làng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ lên một thân xác. Đó là lời Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, này những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời, thì nhờ cách ăn nết ở của những người vợ, chứ không cần lời nói, mà họ được chinh phục. Bởi xem xét cách ăn nết ở trong sạch, với lòng kính sợ của chị em đừng lo trang sức bên ngoài, như bện tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hay là con người nội tâm với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành
và thanh thản. Đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia, các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ tùng phục chồng mình như bà Sarah đã vâng phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ, chị em là con cái của bà. Khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết là các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng xót thương và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc lành, vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chung. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý vị tôn giáo bạn, là những người bạn bè của cô dâu chú rể ngày hôm nay, tuy không cùng niềm tin với chúng tôi, nhưng mà quý vị cũng đến đây tham dự thánh lễ để cầu xin ông trời, thượng đế chúc lành cho đôi tân hôn của chúng ta đây. Và kính thưa quý cộng đoàn, thì chúng ta biết cưới vợ gả chồng là một cái điều rất tự nhiên và bình thường. Chính Thiên Chúa đã tác hợp
cho đôi hôn phối đầu tiên là Adam và Eva, để họ sinh con cái ra tràn đầy mặt đất. Và Thiên Chúa chúc phúc cho việc kết hôn này. Ngày nay người ta vẫn tiếp tục cưới vợ gả chồng theo khuôn mẫu của cột hôn nhân đầu tiên ấy. Hôn nhân là một việc cần thiết đối với mọi người. Thế nhưng kết hôn thì dễ, nhưng làm thế nào cho hôn nhân được hạnh phúc thì lại là một chuyện không dễ. Vậy muốn cho hôn nhân được hạnh phúc thì đối với mỗi người chúng ta được mời gọi, đó là hãy mời Chúa Giêsu ngự vào nhà mình, vì Ngài chính là vị khách, thượng khách để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Và kính thưa quý cộng đoàn, thử hỏi mỗi người trong chúng ta đây nghĩ thế nào về hôn nhân, và chúng ta có cái nhìn lạc quan hay là bi quan về hôn nhân? Đa phần chúng ta đều sống trong bậc gia đình. Phải chăng người ta có một cái nhìn bi quan về hôn nhân khi mà nhìn vào các cái hiện trạng của các gia đình trên thế giới với những cuộc ly dị, ly hôn tràn lan? Liệu có đúng như vậy không? Có những người nói một cách bi quan rằng hôn nhân nó giống như là một cuộc đánh sổ số. Và có người thì lại nói hôn nhân là con đường có thể đưa vào thiên đàng, nhưng cũng có thể đó là con đường đưa xuống hỏa ngục. Nếu hỏi những người nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn là họ sẽ mỉm cười với dáng bộ bí mật, và họ sẽ nói nhỏ rằng đoạn trường ai có qua cầu mới hay, tức là có sống thì mới hiểu được. Cũng như là triết gia kia nói hôn nhân là một tai họa, thế nhưng lại là một tai họa cần thiết để người ta tiến lên. Và rồi thì có người cũng lại bảo là hôn nhân như là mồ trôi của tình yêu. Vậy thì có đúng như vậy không? Nếu mà nói như thế thì chẳng ai dám bước vào hôn nhân làm cái gì. Như vậy thì hôn nhân phải là một cái gì cao đẹp để thu hút 99% là người ta sống trong đời sống hôn nhân. Chỉ có 1% nhỏ thôi là người ta sống trong bậc ở độc thân. Vậy thì để làm thế nào để cho người ta có thể giữ được cái hạnh phúc hôn nhân? Còn kính thưa quý cộng đoàn, phải thừa nhận rằng gia đình là một tế bào của xã hội, chính là con tim của nhân loại. Nhưng con đường tình yêu nó có lắm chông gai, và cuộc hôn nhân thì chắc chắn là có nhiều sỏi đá. Nhưng chúng ta vẫn cần phải bước vào, chứ không thể trốn tránh được. Cái điều quan trọng là chúng ta phải có những cái phương pháp, phải có cái cách thức để biến những cái chông gai thành bông hồng, biến đá sỏi thành màu mỡ, và nhất là biến đau khổ thành hạnh phúc. Đó mới là cái điều đáng sống. Vậy thì để có được hạnh phúc trong hôn nhân gia đình thì đương nhiên nó có nhiều cái phương cách, nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta. Xin đơn cử ở đây một trong những cái điều gìn giữ được hạnh phúc hôn nhân gia đình, đó chính là cái tinh thần đạo đức. Người ta có kể cái câu chuyện, tức là có một cái ông bố vợ kia trong ngày cưới đã gặp chàng rể, thì ông ta mới trao cho anh một cái phong bì khá dày dày và nói: đây là tiền hồi môn của con gái tôi trao cho anh. Thế rồi chàng rể về nhà mở bao thư ra, thì thay vì là tiền thì trong đó có một cái tờ giấy ghi những cái hàng chữ như thế này: chịu khó làm việc trị giá 100.000, làm bếp rất giỏi trị giá có 100.000, không ăn quà vặt và không chạy theo thời trang trị giá 100.000, dịu dàng và không hay bếp xếp trị giá 100.000, tinh thần đạo đức là 500.000 và một số việc vặt là 100.000, tổng chung lại
tất cả là 1 triệu. Ở sau này chàng rể mới hiểu ra rằng quả thật người vợ của mình có những cái đức tính ấy, còn mình thì thực sự rất là hạnh phúc và sung sướng hơn cả 1 triệu bởi lấy được một cô vợ có cái tinh thần đạo đức. Ông bố vợ đã có một cái nhìn rất là sâu sắc và đánh giá đúng mức khi cho rằng tinh thần đạo đức là một cái yếu tố quan trọng nhất trong việc để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế thì tinh thần đạo đức như thế nào? Thì chúng ta trở lại cái bài đọc của thư của Thánh Phêrô Tông Đồ cho chúng ta một cái câu trả lời khuyên dẫn những người làm vợ và làm chồng. Những người làm vợ thì chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào Thiên Chúa thì cũng chính nhờ cái cách ăn nếp ở của mình, chứ không phải là lời nói, mà chinh phục được họ, tức là chinh phục được những người khác tôn giáo. Nhất là đối với chị Thúy đây, lấy chồng là gia đình, là người bên nương, thì không phải là mình nói hay nói giỏi, nhưng bằng chính cái đời sống của mình. Bởi vì xem cách ăn nếp ở trong sạch với lòng kính sợ thì người ta tin, có tin Chúa. Và rồi Thánh Phêrô lại nói tiếp là chị em đừng có lo trang sức bên ngoài như là bện tóc này, đeo vòng vàng hoặc là trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với cái đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản, thì đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Còn Ngài cũng khuyên nhủ các người làm chồng, khi sống với vợ thì anh em cũng phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, vì thế hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, tức là phải có một cái sự bình đẳng trong đời sống vợ chồng. Đừng có cái tính gia trưởng ở đó, đừng coi vợ mình là ô xin, nhưng là người bạn đời ở trong gia đình. Đấy là cái lời trả lời của Thánh Phêrô cho cái tinh thần đạo đức là như vậy. Tức là Ngài nhắn nhủ hãy lưu ý cái phần trong tâm hồn, chứ đừng có làm đẹp bề ngoài. Cái hạnh phúc nó không đánh dấu, không đánh giá ở trên cái sự giàu có, sang đẹp, thế nhưng mà đánh giá ở trong cái tâm hồn, biết sống tương quan với chồng, với gia đình nhà chồng, với những người xung quanh bằng chính cái cung cách của mình. Và để làm được như thế thì lẽ dĩ nhiên ngoài những cái việc chịu khó năng tìm hiểu qua sách vở báo chí, thì chúng ta là những người có đức tin được mời gọi, đó là hãy cậy nhờ ơn Chúa, tức là hãy đưa Chúa Giêsu vào trong nhà của mình. Chúa Giêsu năm xưa đã đến dự tiệc cưới Cana, và không những Ngài làm phép lạ biến nước thành rượu ngon để cho chủ nhà khỏi bị bẽ mặt, thế nhưng Ngài còn chúc phúc cho đôi tân hôn, và họ thực sự đã được hạnh phúc. Vậy thì anh chị ngày hôm nay, anh chị có dọn mình để chuẩn bị bí tích hôn phối này cho nó xứng hợp hay không? Hay là chỉ nghĩ đến thiệp cưới, quần áo đẹp mà lại quên đi cái điều quan trọng, đó chính là cái hạnh phúc, cái sự đẹp ở trong nội tâm được xây dựng trên tình yêu, chứ không phải là vẻ đẹp bên ngoài. Và rồi anh chị có biết cầu nguyện hay không? Bởi vì cầu nguyện chính là cái việc rất là quan trọng để cái gìn giữ cái hạnh phúc gia đình và để cho gia đình được bình an. Người ta nói nếu bạn lên đường, tức là đi xa, thì chỉ cần cầu nguyện một lần thôi. Còn nếu bạn đi ra ngoài biển thì hãy cầu nguyện đến 2 lần. Còn nếu như bạn kết hôn thì hãy cầu nguyện 3 lần, tức là 3 lần 3 lần. Họ vì thế thay vì đương nhiên đi mời hỏi họ hàng thân thích đến để chia vui tiệc cưới là cái điều đương nhiên rồi, thế nhưng mà cũng đừng quên
đó là mời Chúa Giêsu đến. Vậy thì anh chị có chú ý tới điều đó không? Bởi lẽ nếu cuộc hôn nhân mà vắng bóng Thượng Đế ông Trời Thiên Chúa trong cuộc đời, mà chỉ có vật chất mà thôi, thì hôn nhân chỉ là cái cơ hội để người ta hưởng thụ. Và nếu như hưởng thụ chán rồi thì người ta sẽ dễ dàng rũ bỏ. Còn ngược lại, hôn nhân mà có cả Thiên Chúa ở trong đó thì hôn nhân sẽ là gìn được bền chặt, lâu bền và sẽ đem lại hạnh phúc. Phúc âm đã viết rằng khi Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá thì mặt đất bỗng rung chuyển và bầu trời trở nên tối tăm. Thì cũng vậy, khi Đức Kitô loại trừ ra khỏi bầu khí của gia đình, tức là bị loại trừ ra khỏi gia đình, thì lúc đó sẽ có cái sự cãi vã, tranh giành, đay nghiến, lườm nguýt nhau, nghi ngờ nhau, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh. Người ta lại kể cái câu chuyện, tức là có một cái cô gái kia quyết định kết hôn với một cái chàng thanh niên nhà giàu, nhưng anh này lại là một cái kẻ nghiện rượu và cờ bạc, cũng rất là khô khan nữa. Lúc đầu thì rất là ngon lành. Thấy vậy thì bố mẹ cũng khuyên là con nên nghĩ lại. Thế nhưng mà cô đã chọn, bởi vì cái sự trắng ngợp bề ngoài với những căn nhà đồ sộ, với những chiếc xe hơi bóng loáng. Và cô trả lời với cha mẹ rằng ít ra thì mắt con cũng thấy được những cái gì nó trước mắt để bảo đảm cho hạnh phúc của gia đình. Thế rồi đám cưới của họ được tổ chức rất là linh đình và rành rang. Nhưng chỉ sau một tuần lễ thì cô ta quay trở về gia đình với khuôn mặt bầm tím, bởi vì chồng đánh đập trong cơn say và cơn thua cờ bạc. Lúc đó bố mẹ mới bảo, bây giờ thì con mới thấy được cái gì để bảo đảm rồi chứ con, tiền bạc hay là tình yêu và sự đạo đức. Và kính thưa quý cộng đoàn, trong hồi sống hôn nhân gia đình, tinh thần đạo đức sẽ tạo nên cái hạnh phúc gia đình. Vì thế mà Thánh Clemente đã đưa ra một cái ý nghĩ khôi hài như thế này: nếu ở trong môi trường đạo đức thì tôi sẽ có được cái mũi người công giáo, có nghĩa là tôi sẽ ngửi được hương thơm thánh thiện. Vì vậy, bước vào đời sống gia đình hiện nay, chúng ta thấy thiếu vắng hương thơm thánh thiện của cái sự đạo đức. Đó là những hương thơm của câu kinh, của những lời nguyện. Và gia đình được trở nên như một cái gian cung thánh. Ở đó vợ chồng và con cái dâng lên Chúa những cái lễ vật xuất phát từ cuộc sống. Đó là cái sự đồng cảm nhau, yêu thương, chung thủy với nhau. Bởi lẽ đặc tính của hôn nhân công giáo dạy rằng chỉ có một vợ, một chồng và chung thủy với nhau cho đến chết. Và rồi mục đích của hôn nhân công giáo cũng hướng tới, đó chính là trọn đời yêu thương nhau và biết mở ra cho sự sống, tức là sinh sản và giáo dục con cái. Kính thưa quý cộng đoàn, cách riêng là anh Tùng và chị Thúy rất thân mến. Anh Tùng là người khác tôn giáo, thế nhưng sau khi tìm hiểu chị Thúy, tìm hiểu đạo công giáo, anh đã tự nguyện tin theo đạo. Không biết là gia đình của anh có biết và ngăn cản hay không, bởi lẽ nhiều khi người ta vẫn có những cái sự mặc cảm giữa người bên lương lấy người bên đạo, và cho rằng những người theo đạo là không bỏ, bị bỏ mất, không có tôn thờ ông bà tổ tiên. Người ta cứ băn khoăn, nhiều khi băn khoăn là khi lấy chồng bên đạo, lấy vợ bên đạo thì liệu cái vấn đề ma chay hiếu huỳnh sẽ như thế nào. Dân gian vẫn có câu rằng là lấy người công giáo làm chi, chết thì ai cúng, dỗ thì ai lo, lấy ai chăm sóc mả mồ, lấy ai hương khói bàn thờ tổ tiên. Tức là cái người bên lương người ta vẫn cảm giác có cái gì đó thấy hiểu như vậy. Thế nhưng đây là một cái tư tưởng sai lầm. Hôm nay có gia đình của anh Tùng ở đây thì cũng muốn chia sẻ để cho gia đình hiểu rằng cái người công giáo
không phải là cấm không cho việc tôn thờ ông bà tổ tiên. Là người Công giáo thì cái thuần phong mỹ tục và đạo hiếu của người Việt Nam vẫn giữ như bình thường, và không những thế còn giữ hơn cả như vậy. Và cái điều này không phải là người Công giáo tự nghĩ ra, nhưng đây là điều luật của ông trời, của Thiên Chúa đặt ra. Cái chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu sau Thiên Chúa, tức là trong điều răn thứ tư dạy rằng phải thảo hiếu cha mẹ. Và thảo hiếu cha mẹ thì đâu có phải là đến lúc chết rồi thì mới cúng dỗ, mà ngay lúc sống phải biết thảo hiếu ngay. Cái người Công giáo thảo hiếu cha mẹ lúc chết, hàng ngày vẫn dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, và nhất là chuẩn bị bước sang tháng 11 đây, tất cả các nghĩa trang người ta thắp hương cầu nguyện cho những ông bà tổ tiên. Và rồi không chỉ có tháng 11 mà còn suốt cả một năm, hàng ngày trong các thánh lễ và nhất là trong các lời kinh gia đình vẫn luôn luôn cầu xin cho các linh hồn ông bà tổ tiên. Rồi người ta cũng băn khoăn thì liệu rằng khi lấy người Công giáo về thì có được thờ ảnh ông bà cha mẹ không? Thưa, vẫn được tôn thờ bình thường, vẫn được tôn thờ bình thường. Ngày lễ, ngày cúng dỗ vẫn được thắp hương, vẫn được để hoa quả. Chỉ có điều Chúa nói rồi, hãy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, tức là đừng có tôn thờ hai chủ, đừng có xem bói toán, xem tướng, xem số, xem ngày. Thế còn cái chuyện thắp hương, đặt hoa quả thì đó là cái chuyện bình thường. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, cách riêng gia đình anh chị rất thân mến, hôm nay mọi người chia vui với anh chị trong ngày thành hôn. Và giờ này đây, anh chị chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Ít phút nữa, anh chị sẽ nắm tay nhau để nói lên cái sự ưng thuận của anh chị. Đây là cái sự lựa chọn tự do của anh chị. Sướng, khổ, vui, buồn là hoàn toàn anh chị phải lo. Thế nhưng, như trong bài chia sẻ, lời Chúa mời gọi đó chính là để được gìn giữ hạnh phúc gia đình, từ người chồng đến người vợ, hãy có tinh thần đạo đức, hãy làm đẹp tâm hồn, hãy gìn giữ gia đình hạnh phúc bằng chính cái đời sống đức tin, bằng chính cái vẻ đẹp của tâm hồn, biết sống nhường nhịn nhau. Có như vậy thì cuộc sống sẽ luôn luôn êm đẹp, cho dẫu có những cái khó khăn, có những cái sóng gió, nhưng mà Chúa vẫn luôn luôn đồng hành và chúc lành cho gia đình của anh chị. Amen. Anh Augustino Bạch Ngọc Tùng và chị Maria Lê Thị Thúy rất thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau. Trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Augustino Bạch Ngọc Tùng và chị Maria Lê Thị Thúy, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không ạ. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con
trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Augustino Bành Ngọc Tùng, nhận em Maria Lê Thị Thúy làm vợ anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Thúy, xin nhận anh Augustino Bành Ngọc Tùng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc bệnh hoạn, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Lê Thị Thúy, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Augustino Bành Ngọc Tùng, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cô đoàn của chàng bắt tay thật lớn để chúc mừng cho đôi tân hôn của chúng ta. Các con tay trở lại cúi chào tất cả. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Người, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui với anh Augustino Bành Ngọc Tùng và chị Maria Lê Thị Thúy trong ngày họ thành hôn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin. Vì Hội Thánh là hiến thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn Hội Thánh, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyển, hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống với con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày thành hôn của hai anh chị Augustino Tùng và Maria Thúy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị luôn ý thức lời kết ước của mình, để sống chung tín với Chúa và với nhau, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gia đình là Hội Thánh tại gia, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn biết yêu thương nhau, đồng thời chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện xin mà tuôn đổ ơn lành trên gia đình anh chị, cùng toàn thể các gia đình, hầu đời sống các gia đình trở nên khí cụ làm sáng danh Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yes.
anh chị em cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là có anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tính với Người và đồng thừa từ vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân người nam của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ân sủng để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Augustino Bành Ngọc Tùng và chị Maria Lê Thị Thúy mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha và Son, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Lê Thị Thúy và chị, bạn trăm năm của chị là anh Augustino Bành Ngọc Tùng. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của nghi lễ này, xin Chúa lấy lòng kinh ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hai con cúi mình để lãnh phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng hạnh, được hưởng phúc lành nơi con cái và được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Một lần nữa chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình. À, xin chia vui với hai gia đình của ông bà Dũng cũng như là ông bà của bố mẹ của anh Tùng ở trên Gia Lâm, Hà Nội. Vì tình yêu của hai con mà cái sự nối kết giữa Phú Xuyên và Hà Nội gần lại nhau hơn, và nhất là hai tôn giáo được sát khít lại. Như trong bài chia sẻ, con có chia sẻ và lấy người Công giáo không có nghĩa là anh Tùng từ nay không có cái liên quan gì đến đạo hiếu cha mẹ. Anh vẫn có bổn phận hiếu với cha mẹ lúc sống cũng như chết. Cái quan trọng, cái hiếu đó được thể hiện bằng chính cung cách sống của người con trong gia đình. Nay chị Thúy về làm con dâu trong gia đình của ông bà, cũng như là anh Tùng là con rể ở dưới ông bà dưới trên này. Hai gia đình là một, và là một không chỉ trong vấn đề tương quan giữa con cái, nhưng còn cả về đời sống đức tin. Anh Tùng, anh đã trở nên người Công giáo, vì thế anh sẽ cùng với cả chị Thúy, hai vợ chồng phải chu toàn bổn phận của luật Chúa, giữ lễ ngày Chúa Nhật, sống theo giáo huấn của Chúa dạy, tránh tất cả những cái phương hại đến niềm tin, đến đức tin, như vấn đề về xem bói toán ngày giờ. Và ít nữa anh chị sinh con cái sẽ được dâng tiến cho Chúa ngang qua bí tích rửa tội. Anh chị sẽ chu toàn và luôn luôn cầu xin ơn Chúa nơi các thánh, nhất là Đức Mẹ Maria xuống trên gia đình của hai bên. Và nhờ có sự cầu nguyện và sống tốt của anh chị thì hương thơm tốt lành và ân sủng của Chúa sẽ tuôn đổ trên cả hai gia đình. Một lần nữa xin chúc mừng cho hai gia đình. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng. Ngài nâng nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.